Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 30 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, thu ngân sách của Hưng Yên 5 tháng vẫn đạt trên 63% dự toán. Bảo đảm an toàn công trình hạ du khi các hồ xả lũ. Quan tâm tới đời sống công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp. Huyện Tiên Lữ tạo sân chơi cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy định 132 ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và các nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung quy định 132. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau 5 năm triển khai quy định số 132 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng đã chú trọng từ công tác quán triệt đến cụ thể hóa bằng các văn bản để triển khai thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, lãnh đạo cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được cấp ủy, các cấp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê đã nêu về phương pháp quy trình đánh giá xếp loại, bổ sung và quy định rõ đối với trường hợp đảng viên đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì đánh giá xếp loại ở đâu, đối với tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ khi có thành viên bị kỷ luật trong năm, đề nghị chọn phương án tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có 1/3 thành viên trở lên bị kỷ luật trong năm. Để thực hiện nghiêm túc trong đánh giá xếp loại trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị giữ nguyên tỷ lệ số lượng như quy định số 132 là phù hợp và bổ sung thêm những nơi có dưới 5 tập thể, 5 cá nhân xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được 1 tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đủ điều kiện để phù hợp với thực tế ở những đảng bộ cơ sở có dưới 5 chi bộ trực thuộc, những nơi tập thể lãnh đạo có dưới 5 thành viên. Những ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị đã được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến về dự thảo quy định sửa đổi bổ sung quy định số 132. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với trường chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội viên phụ nữ cấp cơ sở năm 2023. Sự lễ khai giảng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình học kéo dài 3 ngày với sự tham gia của hơn 180 học viên, tập trung chủ yếu vào các nội dung chuyên đề về nghệ thuật giữ gìn mái ấm gia đình thời kỳ 4.0, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, phương pháp công tác của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, công tác vận động phụ nữ tôn giáo, triển khai nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 16. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các học viên cần tập trung vào các chuyên đề của lớp bồi dưỡng, trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai để đưa ra giải pháp tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời tuyên truyền để hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương và hội cấp trên để giải quyết thỏa đáng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bằng nhiều giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp phát triển ổn định, nên đến nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 14.000 tỷ đồng, đạt trên 63% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách tháng 5 ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, thu nội địa 2.300 tỷ đồng, giảm gần 68%, giảm mạnh nhất là ở các khoản thu về đất, thu hải quan 300 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 14.000 tỷ đồng và đạt hơn 63% kế hoạch năm. Trong đó thu nội địa trên 12.000 tỷ đồng, còn lại là thuế xuất nhập khẩu. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.300 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh 7.200 tỷ đồng, tăng hơn 190%, thuế thu nhập cá nhân 650 tỷ đồng, tăng 6,63%. Thưa quý vị và các bạn,
cùng với tiêu thụ ở thị trường trong nước, vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên đang được các đơn vị chức năng triển khai quy trình để đảm bảo những yêu cầu phục vụ xuất khẩu. Năm nay sản lượng vải lai chín sớm đạt khoảng trên 12.000 tấn, vải trứng Hưng Yên khoảng trên 200 tấn. Đến thời điểm này, vải đã được tiêu thụ rộng ở thị trường trong nước. Để nâng cao giá trị vải, các đơn vị chức năng đã và đang hoàn tất các thủ tục điều kiện để xuất khẩu vải, như tổ chức kết nối doanh nghiệp với các vùng trồng, quản lý kiểm dịch thực vật cho vải trước khi xuất khẩu, hỗ trợ giám sát vùng trồng và các điều kiện cần thiết khác cho việc xuất khẩu vải sang châu Âu. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh hiện cũng hỗ trợ một số hợp tác xã vải trứng để lấy mẫu sản phẩm vải trứng để mang đi phân tích các cái chỉ tiêu đáp ứng với các thị trường EU. Cũng một số các cái đơn vị cũng đã đồng hành với các cái hợp tác xã trong cái việc xuất khẩu này, thì thông qua cái việc lấy mẫu này để đánh giá xem là các cái tiêu chuẩn, các chỉ tiêu có đủ cái tiêu chí để xuất khẩu không. Đây là các vườn trồng vải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, được lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất và được cấp mã số vùng trồng. Năm 2022, vải trứng Hưng Yên lần đầu tiên đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu với giá cao. Mặc dù hiện nay vải trứng tiêu thụ trong nước giá đạt cao, nhưng về lâu dài, việc xuất khẩu sẽ là cơ hội để tiếp tục nâng cao giá trị, hiệu quả. Và quan trọng hơn, khi diện tích vải được mở rộng, sản lượng lớn, thì xuất khẩu sẽ là giải pháp hữu hiệu để ổn định đầu ra sản phẩm. Mong muốn các cấp các ngành đối tác với trong nước hoặc ngoài nước để xuất khẩu những cái sản phẩm của nhân dân đã làm ra, để nhân dân có cái lợi ích, cái tiêu thụ sản phẩm đồng thời có cái thu nhập. Nhưng tôi muốn làm sao đấy là kể cả đến 5 năm, 10 năm sau, giá trị sản phẩm này nó vẫn được đúng nguyên hoặc tăng lên một ít chút thôi. Khi các tiêu chí kiểm định đạt được, các doanh nghiệp sẽ thu mua sơ chế, đóng gói vải để xuất khẩu. Việc xuất khẩu vải sẽ có phần nâng cao giá trị của quả vải. Bên cạnh đó, từng bước thay đổi biện pháp thâm canh của các nhà vườn để có nhiều sản phẩm có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có văn bản về việc bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình liên hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ. Theo đó, các địa phương có đê sông Hồng, sông Luộc cập nhật thông tin về vận hành điều tiết xả lũ của hồ chứa và tuyên truyền đến các cấp chính quyền, người dân khu vực bãi sông, ven sông trong thời gian mùa lũ và trong những tình huống bất thường, rà soát phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, sẵn sàng phương án biện pháp đảm bảo an toàn khi các hồ chứa xả lũ, kiểm tra các bến bãi bốc xếp chứa chất vật liệu xây dựng trên bãi sông, có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết giải tỏa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các bến bãi bốc xếp chứa chất vật liệu xây dựng trái phép, sai phép gây cản trở dòng chảy lòng sông trên bãi sông Hồng, sông Luộc vi phạm trong hành lang bảo vệ đê. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn trên địa bàn tỉnh đạt gần 95%. Tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đều được sử dụng nước của nhà máy nước tập trung. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch qua nhà máy nước tập trung đạt gần 80%. Các địa phương có tỷ lệ sử dụng cao là huyện Yên Mỹ gần 95%, thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Kim Động đạt gần 90%, riêng huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào chỉ đạt gần 60%. Để tăng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, việc tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt từ trạm cấp nước tập trung là chưa đủ. Quan trọng hơn, chất lượng nước phải bảo đảm để người dân yên tâm dùng, phát huy hiệu quả hoạt động bền vững của trạm cấp nước. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi đơn vị cấp nước phải tự ý thức trong việc nâng cao, bảo đảm chất lượng nước cấp tới người dùng. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng nước sạch đối với các cơ sở cấp nước. An cư lạc nghiệp là mong muốn của mỗi người để ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm lao động công tác. Thế nhưng, với những công nhân, viên chức, người lao động thu nhập thấp, thì có được một ngôi nhà của mình cũng cần rất nhiều nỗ lực và gặp không ít những khó khăn. Vì vậy, chương trình tín dụng chính sách cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh từ khi triển khai đến nay đã mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho không ít những hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp để xây dựng nhà ở.
Căn nhà 2 tầng với tổng diện tích hơn 200 mét vuông của gia đình anh Công ở xã Phương Triều đang đi vào giai đoạn hoàn thiện phần thô. Vẫn còn đó với bao vất vả ngổn ngang, nhưng trong mắt anh luôn tràn đầy sự vui mừng. Bởi với thu nhập từ nghề dạy học của hai vợ chồng khoảng 12 triệu đồng một tháng, nhưng gia đình có đến 6 thành viên thì việc gom góp đủ số tiền xây nhà với gia đình anh là quá sức. Nhờ nguồn vốn chương trình tín dụng nhà ở xã hội, anh đã được hưởng gói vay ưu đãi 500 triệu đồng, thời hạn vay 250 tháng, lãi suất 4,8% năm. Khi mà tôi có ý tưởng xây nhà ấy, thì tiền thực ra là cũng không đủ. Và khi mà tiếp cận trao đổi với cả bên ngân hàng chính sách ở địa phương thì được hỗ trợ rất là nhiệt tình, và đấy là cái nguồn động lực để đầu tư xây dựng mới. Và đương nhiên là sau này mà công trình hoàn thành thì cái điều kiện sinh hoạt nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Là chương trình tín dụng mới có nhiều điểm khác biệt so với các chương trình tín dụng chính sách khác, nên chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ yêu cầu các cán bộ nhân viên nắm chắc chủ trương, cập nhật kiến thức và triển khai đúng quy trình nghiệp vụ, thẩm định, bình xét để nguồn vốn hỗ trợ đúng và trúng đối tượng thụ hưởng. Khi tiếp cận chương trình tôi cảm thấy thời gian giải ngân rất là nhanh, quy trình thủ tục rất đơn giản. Đến nay tôi đã hoàn thiện được công trình đạt 60%. Huyện Phù Cừ thì đã làm tốt cái công tác tuyên truyền qua những cái kênh. Thứ nhất là đối với là phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác với các đơn vị công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tiếp cận với người vay, phổ biến để tuyên truyền về cái mức là cái thủ tục vay vốn cũng như là mức lãi suất, mà là với cái phương châm là thấu hiểu lòng dân và tận tâm phục vụ. Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội đã mang hết cái sự nhiệt huyết của mình và đã hướng dẫn cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng một cách sớm nhất để tiếp cận đồng vốn cũng như là cái hồ sơ vay vốn để có cái nguồn vốn sớm nhất để xây dựng nhà. Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội là một trong 4 chương trình tín dụng ưu đãi mà tỉnh Hưng Yên được phân bổ nguồn vốn để thực hiện theo nghị quyết số 11 của Chính phủ và nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ. Sau 5 năm triển khai, tổng doanh số cho vay đạt 315 tỷ đồng với gần 800 lượt khách hàng là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng và người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp. Riêng 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh giải ngân được trên 17 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay là 4,8% năm. Vay nhà ở xã hội thì là một cái chương trình phải nói là được đánh giá rất là cao của nhân dân và chính quyền địa phương. Tại vì đúng nó hỗ trợ được cho cái người có thu nhập rất thấp, tạo điều kiện cho họ có cái nơi nhà, có nhà để ở và an tâm trong quá trình là làm việc, công tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện công tác tuyên truyền để cho người dân nắm được, biết được và cái nội dung về chương trình cho vay này, phối hợp rà soát nhu cầu của đối tượng để báo cáo ủy ban nhân tỉnh trình trung ương chuyển vốn về để cho vay. Đối với những khách hàng mà có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn thì ngân hàng chính sách xã hội sẽ tích cực để hướng dẫn và nộp hồ sơ để giải ngân kịp thời. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người có nhu cầu được tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn ưu đãi từ chương trình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp quan tâm đến đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người lao động nhằm giữ chân công nhân gắn bó với công ty. Chị Trang ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ làm việc cho một công ty da giày trên địa bàn huyện. Vài tháng trở lại đây, chị bị cắt giờ tăng ca hàng ngày và cả thứ bảy. Sinh hoạt và tiền học cho con trong gia đình 4 người đã bị ảnh hưởng. Trước đây được 8-9 triệu, thời điểm bây giờ thì chỉ còn 6 triệu. Chi phí nó sẽ hạn hẹp đi, trang trải nó sẽ không được thoải mái hơn. May mắn hơn, chị Hoa ở huyện Ân Thi làm việc tại công ty may Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên vẫn duy trì việc làm đều trong thời gian này. Khắc phục những khó khăn, lãnh đạo công ty và công đoàn cơ sở nỗ lực duy trì thu nhập cùng các chế độ của công nhân từ bữa ăn tới các chế độ đãi ngộ khác. Chị là một trong hàng trăm công nhân của công ty được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công ty cũng như công đoàn cơ sở quan tâm và tặng quà. Vì vậy, mặc dù làm việc cách nhà hơn 30 km, chị Hoa vẫn quyết tâm gắn bó và đồng hành cùng công ty gần 10 năm qua. Ban lãnh đạo công ty không để cho người lao động phải nhỡ việc hay nghỉ luân phiên, cũng luôn luôn áp dụng cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong lao động sản xuất thực tế cho người lao động, giảm bớt các thao tác, đảm bảo được cái chất lượng, năng suất, tiền lương. Cán bộ công đoàn và ban lãnh đạo công ty luôn luôn phải có những cái khởi động
cho công nhân có một tinh thần tin tưởng, lạc quan vào cái sự đoàn kết, cũng như là công ty phải luôn tìm tòi những cái khách hàng tiềm năng thật tốt để đưa đến cái nguồn hàng cho cán bộ công nhân viên yên tâm lao động và sản xuất. Tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn triển khai đa dạng các hoạt động hướng về cơ sở người lao động, trong đó có đối thoại, lắng nghe ý kiến lãnh đạo của doanh nghiệp và người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng 1.000 xuất quà đến công nhân lao động có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Có những trò chơi và những ngày lễ lớn thường xuyên tổ chức, có những câu lạc bộ Zumba, vui chơi giải trí về buổi chiều cho cán bộ công nhân viên. Chăm lo từ bữa ăn cho người lao động, kể cả là nơi làm việc cũng như là lắp hệ thống điều hòa, cho nên là người lao động luôn luôn gắn bó, muốn là làm việc mãi mãi với công ty đến là thời điểm mình được về hưu. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động không những tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn giúp ổn định sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Nhằm đáp ứng nhu cầu sân chơi bãi tập cho thanh thiếu niên và học sinh trong dịp hè, đến thời điểm này huyện Tiên Lữ đã sẵn sàng cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng đủ sân chơi, giúp cho các em có kỳ nghỉ hè bổ ích và an toàn. Sân vận động xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ có diện tích trên 1.200 m², mặt sân cỏ tự nhiên, đảm bảo tiêu chuẩn, có sân khấu để không chỉ tổ chức tập luyện thi đấu bóng đá, các môn thể thao khác mà còn có thể tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đông người. Cả 5 trên 5 thôn của xã Hưng Đạo cũng đều quy hoạch được các sân bóng đá, sẵn sàng phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện thể thao của thanh thiếu niên. Đến thời điểm này thì Ban chấp hành đoàn xã Hưng Đạo chúng tôi đã tổ chức lao động dọn vệ sinh tại các sân chơi bãi tập để cho các bạn đoàn viên thanh niên và các cháu học sinh có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi và lành mạnh. Hiện 15 trên 15 xã thị trấn của huyện Tiên Lữ bố trí được 6 hồ ao bơi và trên 30 sân chơi bãi tập. Một số xã có sân bóng đá mini do tư nhân đầu tư xây dựng cũng góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên dịp hè. Năm nay, 100% nhà văn hóa thôn cũng được chính quyền các địa phương cho phép làm địa điểm tổ chức những hoạt động do đoàn thanh niên khởi xướng. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho đoàn viên thanh thiếu niên về sinh hoạt hè tại địa phương. Tới địa điểm hiện tại, phấn đấu là trong hè này đã triển khai là 100% đoàn các xã thị trấn sẽ tổ chức được các lớp dạy bơi tại các xã thị trấn và mỗi xã sẽ có một điểm bơi, học bơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Việc quan tâm tăng cường cơ sở vật chất điểm vui chơi, sinh hoạt hè của huyện Tiên Lữ nhằm đáp ứng nhu cầu về điểm vui chơi lành mạnh cho giới trẻ, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và rèn luyện kỹ năng sống để các em có một mùa hè bổ ích, an toàn. Quý vị và các bạn, sau nhiều lần đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên phản ánh, người dân kiến nghị tình trạng nước thải ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã được xử lý. Sau vài năm chịu đựng, giờ đây người dân không còn phải sống chung với nước thải. Xí nghiệp xây dựng bảo trì đường bộ số 5, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước mặt đường 5, chịu trách nhiệm nạo vét hàng chục mét khối đất bùn, rác thải gây ách tắc hệ thống cống thoát nước đoạn đi qua tổ dân phố Phan Bôi khoảng 500 m. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống thoát nước nên nhiều năm qua, nước thải sinh hoạt của một số hộ tái chế nhựa cùng xả ra hệ thống này gây quá tải. Trước đó, phường Dị Sử đã tiến hành giải tỏa, nạo vét, nâng cấp, xây mới cống thoát. Nhờ đó, đến nay đã không còn tình trạng nước thải ứ đọng trên mặt đường, chấm dứt tình trạng quanh năm ngập ngụa trước cửa nhà dân. Song để không tái diễn tình trạng ách tắc gây ứ đọng nước thì địa phương cần tăng cường quản lý, kiên quyết, thậm chí có biện pháp mạnh với những hộ xả nước chưa qua xử lý. Công an huyện Văn Lâm vừa khởi tố và xử lý hành chính các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 26 tháng 5, Công an huyện Văn Lâm phối hợp cùng Công an thị trấn Như Quỳnh bắt quả tang Lường Hải Dương, trú tại xã Nậm Nèn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, có hành vi tàng trữ trái phép 0,187 gram ma túy để sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Tương khai nhận số ma túy trên tư mua của Quản Trọng Tương, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, với giá 100.000 đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ, phát hiện Tương cùng với một số đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 3,532 gam ma túy.
ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Phù Cừ xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại xã Đình Cao, Tổ công tác Công an huyện Phù Cừ phát hiện đối tượng Lê Xuân Viên, quê quán xã Tống Phan, thường trú tại xã Đình Cao, mang theo trong người ma túy loại heroin có khối lượng 0,263 gram. Căn cứ mức độ phạm tội, Tòa án Nhân dân huyện Phù Cừ tuyên phạt bị cáo Viên 15 tháng tù giam. Vụ án thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại xã Nguyên Hòa, Công an huyện Phù Cừ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Toại, quê xã Thái Phương, huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình, có hành vi tàng trữ 0,342 gram ma túy loại methamphetamine. Tòa án Nhân dân huyện Phù Cừ đã tuyên phạt bị cáo Toại 18 tháng tù giam. Hai bị cáo đều bị tội tàng trữ trái phép chất ma túy.